chào các bạn, tôi là Huyền Quỳnh và các bạn đang đón xem Let's Style của Phong Cách. Khi những cơn gió lạnh đầu mùa ùa về làm cho chúng ta cảm giác thấy thích thú bởi vì đó chính là những cái lạnh đặc trưng của miền Bắc. Nhưng đây cũng chính là thời điểm mái tóc của chúng ta trở nên khô sơ hơn khi nào hết. Vậy chúng ta sẽ phải chăm dưỡng mái tóc như thế nào? Làm sao để có thể duy trì một mái tóc bóng khỏe qua cái thời tiết như thế này phải không nào? Và đây chính là câu hỏi lớn của chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước tiên đến với chủ đề chính thì chúng ta sẽ cùng đến với Let's Face, những gương mặt thời trang và phong cách sống. Xin chào khán giả của Nhà Cùng Phong Cách. Mình là Thủy Miên, ca sĩ dòng nhạc dân gian. Phong cách thời trang của Thủy Miên thì rất là nữ tính, tinh tế và khá là nhẹ nhàng, không kém phần quyến rũ. Như các bạn biết thì Miên hát dân gian thì cái gu thời trang khá là đơn giản. Lên sân khấu thì thời trang chủ đạo của Miên là áo dài truyền thống, áo dài cách tân. Và áo dài thì Thủy Miên cũng lựa chọn cho mình những cái màu sắc là khá đa dạng hơn trang phục thường ngày. Ví dụ như là Miên sẽ chọn những cái tông màu khá là nóng, nổi bật như là màu đỏ, màu vàng chanh hay là màu xanh nước biển. Thì những cái màu đấy nó giúp cho mình thực sự là tỏa sáng ở trên sân khấu. Đối với phụ nữ thì chúng ta phải luôn xinh đẹp, phải luôn tự tin. Còn đối với cả trên sân khấu thì khi mà khoác lên mình một bộ trang phục và đặc biệt cụ thể ở đây là một bộ áo dài mà Thủy Miên rất là yêu thích, tâm đắc, nó sẽ giúp cho Thủy Miên có những phút giây thăng hoa đối với cả các khúc mà mình đang thể hiện trên sân khấu. Thời trang của Thủy Miên thì nữ tính nhẹ nhàng, thế cho nên là Miên luôn chọn những cái màu sắc đơn sắc và nó không quá rườm rà về họa tiết. Ví dụ như là lúc đi cà phê với bạn bè, đi dạo phố thì Miên luôn chọn những bộ váy tôn lên những đường cong của từng cơ thể, nhưng mà màu sắc thì nó khá là đơn giản. Và thi thoảng thì Miên cũng lựa chọn cho mình những cái bộ váy suông để tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển. Đi dự sự kiện, đi party, ưu tiên hàng đầu của Miên đấy chính là những cái chiếc váy tôn lên ba vòng của cơ thể, rất là lady. Vì người Miên khá là tròn trịa thì cho nên là Miên tránh chọn những bộ trang phục có quá nhiều họa tiết và quá nhiều màu sắc. Đối với Miên thì Miên không quan trọng một cái thương hiệu nhất định nào cả, mà nên nghĩ rằng là khi mà khoác lên cái bộ váy mà mình cảm thấy phù hợp với vóc dáng cũng như là cái gu, cái sở thích của mình, thì lúc đấy bản thân mình cảm thấy là tự tin và tỏa sáng nhất rồi. Một câu nói nữa mà Thủy Miên rất tâm đắc đấy chính là thời trang thì có thể mất đi nhưng phong cách thì tồn tại mãi. Thế cho nên là bản thân Miên không phải là người chạy theo xu hướng. Miên lựa chọn những cái gì nó là sở thích, nó là gu của mình và tôn lên cái sự nữ tính của mình. Có một số trang phục của Miên thì Miên vẫn luôn là cập nhật cái họa tiết để điểm tiết lên cái bộ váy của mình. Tuy không phải là người chạy theo xu hướng thời trang nhưng mà Miên vẫn luôn cập nhật những cái xu hướng, những cái điểm nhấn, những cái họa tiết mới mẻ trong những cái bộ trang phục của mình để làm cho cái gu thời trang của mình nó phong phú hơn.
mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Let's Style Nhạc Cụ Phong Cách. Như Huyền Quỳnh có chia sẻ lúc đầu, đó chính là vào thời tiết như thế này cộng thêm môi trường thì ô nhiễm và rất nhiều những tác động khác nhau thì một mái tóc bóng khỏe cũng rất dễ gặp phải tình trạng đó là khô và sơ. Tôi xin giới thiệu nhà tạo bộ tóc Bê Vinh ạ. Bê Vinh sinh năm 1993, đến với nghề tóc cũng là cơ duyên và cũng là đam mê. Sau khi kết thúc thời gian học trung học phổ thông, bạn bè nô nức chọn trường đại học, còn Vinh thì đã mặc định trong đầu là sẽ đi học nghề tóc, cho dù bị gia đình ngăn cản quyết liệt. Bắt đầu vào nghề tóc vào năm 2010, sau 5 năm, Vinh Đề quyết định mở cửa hàng riêng của mình. Với kinh nghiệm và sức trẻ, cùng sự tận tình trong công việc, anh luôn giành được sự tin yêu của khách hàng. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Vinh Bê trong chương trình Nào Cùng Phong Cách với chủ đề Tóc Khô Sơ để có được những tư vấn thiết thực các bạn nhé. Ở những cái nguyên nhân nào làm cho tóc của chúng ta trở nên sơ và khô và sơ? Theo nguyên nhân chính đấy là do tác động từ môi trường, nắng, gió. Và nguyên nhân thứ hai đấy là do tác động từ hóa chất. Đấy là thường với bây giờ thì khách hàng sử dụng hóa chất để làm tóc uốn ép nhuộm khá là nhiều. Và trong cái thành phần của thuốc uốn đấy chứa rất là nhiều ammonia. Đấy là những chất thường làm mất đi nước, protein và những chất trong tóc. Đấy cũng là một nguyên nhân khá là lớn gây nên hiện tượng tóc hư tổn. Vậy thì nếu mà tóc khô sơ như vậy mà chúng ta không biết cách chăm dưỡng mà chúng ta vẫn cứ quyết định là sử dụng thêm những cái biện pháp để làm đẹp cho tóc thì nó có dẫn tới những cái hậu quả như thế nào? Thực ra thì đến bây giờ thì đã có rất là nhiều sản phẩm chăm sóc tóc khá là tốt, có khả năng phục hồi tóc lên tới khoảng 70% sau khi mà mình làm hóa chất. Nhưng thực sự nếu như một mái tóc đã quá là khô và quá là hư tổn rồi, mình vẫn cố để muốn làm hóa chất, làm một mái tóc đẹp thì nó cũng khá là rủi ro. Tóc có thể bị khô, đứt thì khá là cao. Vậy thì chắc là sẽ không khuyên khách hàng là nên làm như vậy phải không? Nếu như khách hàng có thể sử dụng được những sản phẩm phục hồi cao cấp thì vẫn có thể làm tóc được, chứ không hẳn là không thể làm tóc được. Vậy nếu mà khi tóc của chúng ta đã bị khô sơ rồi là đa số là do về môi trường này, dùng hóa chất quá nhiều này, có do từ bên trong cơ thể nữa không? Do chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hoặc là do quá là căng thẳng mệt mỏi, nó dẫn đến hiện tượng là cái dưỡng chất từ cơ thể cung cấp tóc nó ít đi và làm cho tóc khô sơ hơn. Vậy thì với một mái tóc mà khô sơ như vậy thì chúng ta sẽ phải khắc phục như thế nào? Nếu như nguyên nhân từ bên trong ấy thì chúng ta phải có một chế độ sống khá là tốt, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ. Còn nếu như khô sơ do yếu tố từ bên ngoài, đấy là do nắng, gió hoặc là do mình sử dụng hóa chất quá nhiều thì hiện tại bây giờ cũng có những cái sản phẩm khá là tốt để có thể là khắc phục và phục hồi được mái tóc của mình trở lại với trạng thái bình thường. Thì bên mình khuyên khách hàng đấy là sau khi làm hóa chất thì thường xuyên chăm sóc tóc đều đặn, đúng quy trình thì sẽ giúp cho chúng ta có một mái tóc đẹp và khỏe mạnh hơn. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể giữ cho mình một mái tóc bóng khỏe? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gỡ rối từng trường hợp. Cốt dừa, mật ong, dầu ô liu, vitamin E. 250ml nước cốt dừa, 2 thìa mật ong, 2-3 thìa dầu ô liu, 3 viên nang vitamin E. Đổ nước cốt dừa, mật ong, dầu ô liu ra bát và trộn đều. Hòa phần dung dịch có trong 3 viên vitamin E vào hỗn hợp trên và trộn đều. Trải hỗn hợp này đều lên thân tóc, ủ tóc trong vòng 1 tiếng, sau đó gội đầu lại với dầu gội. Chỉ cần thực hiện ủ tóc 3 lần một tuần, với công thức này, bạn sẽ có sự thay đổi bất ngờ với mái tóc khô sơ của mình. Một liệu trình chăm sóc tóc khô sơ và một liệu trình chăm sóc tóc gãy rụng thì có khác nhau hay không? Thực sự thì nó để mà nghe hai cái tên ấy thì nó là khác nhau, nhưng mà bản chất của nó thì không hề có khác nhau nhiều. Thường thì chúng ta vẫn có những cái sản phẩm phục hồi chung để có thể khắc phục được cái hiện tượng đấy.
nếu mà một quy trình để chúng ta phục hồi mái tóc khô sơ thì sẽ diễn ra như thế nào? Tại bây giờ bên ngoài thị trường đang có rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Mỗi một dòng sản phẩm thì sẽ có một cái cách và cái liệu trình nó khác nhau. Nhưng thường ấy, thì thường diễn ra trong vòng khoảng 3 bước. Đấy là mình phải trước khi phục hồi tóc thì mình phải gội sạch. Và sau đấy mình sẽ sử dụng sản phẩm phục hồi theo quy trình của từng sản phẩm. Và bước thứ 3 đó là mình phải xả thật sạch cái sản phẩm đấy bằng nước sạch. Với một mái tóc khô sơ mà vẫn muốn sử dụng những dịch vụ làm đẹp như uốn và làm xoăn vào nhuộm rất là nhiều màu sặc sỡ thì có khó hay không? Chính bản thân những người làm tóc phải biết nhận định xem mái tóc đấy còn khả năng làm được hay không, khô sơ ở mức độ như thế nào. Phải tùy vào tình trạng mái tóc đó đúng không? Cái đấy thì mình có một lời khuyên đấy là hãy đến với những salon tin tưởng có thương hiệu để các bạn có thể tư vấn cho khách hàng. Nếu như mình làm ở những cái mô hình gọi là công nghiệp đi chẳng hạn, có thể vì vấn đề về tài chính họ vẫn sẵn sàng làm cho khách hàng, không quan tâm đến vấn đề là kết quả nó là như thế nào. Thường thì mỗi một nhà tạo mẫu sẽ có một điểm mạnh riêng và có dấu ấn riêng ở trong lòng khách hàng. Vậy thì khi nhắc tới BV thì khách hàng sẽ nghĩ tới dịch vụ nào? Đấy là chăm sóc tóc nát. Chăm sóc tóc đã nát rồi vẫn chăm sóc phải không ạ? Và sau đấy là mình sẽ xử lý hóa chất. Thực ra là nghe bây giờ thì cảm thấy là hơi có một cái điều gì đó mà nặng nề với cả là mình chưa tưởng tượng được ra là một mái tóc nát thì sẽ chăm sóc như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân một nhân vật để xem rằng BV sẽ chăm sóc một mái tóc đó như thế nào, quý vị nhé. Hiện tại thì tóc của chị đang thấy nó rất là khô nên là chị muốn qua đây để phục hồi lại tóc. Bây giờ em sẽ kiểm tra qua cái sợi tóc của chị để xem sức khỏe sợi tóc của chị để lựa chọn một cái dòng phục hồi hợp lý nhất cho chị. Còn chị yên tâm nhé, tóc này sau phục hồi chị không có thể uốn, nhuộm thoải mái, không vấn đề gì. Rất hay đi nhiều sự kiện nên là cũng muốn là đến với Vinh để Vinh phục hồi lại tóc và uốn tóc nhìn cho nó có kiểu dáng tóc đẹp để phù hợp với lại những sự kiện mà tôi tham dự. Với bạn hàng thì mình đang phải sử dụng một dòng sản phẩm chuyên dành cho tóc hư tổn nặng và có thể đấy là tóc nát, tại vì bạn đã sử dụng quá nhiều lần hóa chất và kèm theo đấy là dịch vụ tẩy tóc rồi. Sau cái liệu trình này thì tóc của bạn hàng sẽ có sự cải thiện khá là nhiều. Và tiếp theo đây thì mình còn làm dịch vụ hóa chất, đấy là mình cũng sẽ uốn tóc cho bạn hàng nữa. Thực sự thì tôi rất là tin tưởng vào Vinh nên là gần như là tóc của tôi khi mà bị hỏng, hư tổn thì tôi đều tìm đến với Vinh để làm tóc. Sau quá trình phục hồi thì Vinh làm cho mình thì tóc rất là bóng mượt, rất là ưng ý ạ. Mình cảm thấy rất là bất ngờ về một mái tóc có thể phục hồi được đến như vậy. Và khi mà chúng ta ở tiệm thì đẹp rồi, nhưng mà về nhà thì chăm dưỡng mái tóc đó thì có cầu kỳ hay không? Sau khi sử dụng hóa chất thì BV luôn khuyên khách hàng một lời khuyên, đấy là nên chăm sóc tóc tại nhà. Rất là đơn giản thôi, không quá là cầu kỳ. Khách hàng có thể là trong lúc nấu ăn thì có thể là cho dầu ủ lên tóc khoảng 15 đến 20 phút. Sau đấy có thể là
tự xả sạch và sấy khô. Đấy là một cái liệu pháp rất là đơn giản để có thể giữ cho mái tóc của mình được mềm bóng trong một thời gian lâu hơn. Hoặc là sau khi gội đầu xong thì có thể là sử dụng tinh dầu dưỡng ở phần đuôi tóc, đặc biệt không dùng lên da đầu tại vì tinh dầu thường gây bết, không tốt cho da đầu. Một mái tóc khô sơ mà muốn phục hồi thì khi lựa chọn sản phẩm thì giá thành có tỷ lệ thuận với cả hiệu quả hay không? Có thể nói giá thành càng cao thì chất lượng càng tốt. Nhưng mà mình có một lời khuyên với tất cả khách hàng, đấy là nên được tư vấn, nên được những chuyên gia hoặc là nhà tạo mẫu tóc có kinh nghiệm tìm hiểu về mái tóc, tư vấn xem sản phẩm đấy nó có phù hợp với mái tóc và tình trạng hư tổn của tóc mình hiện tại bây giờ hay không. Nếu như mái tóc của mình đã hư tổn nặng thì sản phẩm càng đắt thì bởi vì nghĩ là chất lượng của nó càng tốt. Nhưng nếu như mái tóc của bạn bị hư tổn do nắng, gió từ môi trường, do tác động khá là nhẹ thôi mà sử dụng những dòng sản phẩm cao cấp thì có thể nó lại làm cho sợi tóc của bạn đanh cứng hơn. Mình nghĩ như vậy nó lại không có một cái độ mềm mướt, bóng mượt cho mái tóc của bạn mà bạn mong muốn. Còn một điều như thế này nữa, đấy là hiện nay thì bản thân Huyền Quỳnh ra ngoài thì nhìn thấy là rất là nhiều nơi bán những cái sản phẩm mà rất là tên tuổi nhưng mà giá thành lại rất thấp, thấp hơn so với cả giá niêm yết. Mà khi chúng tôi đi đến salon để mua đồ, như mua những sản phẩm đó, thì chúng tôi luôn luôn mua bằng với cái giá mà đã in trên bao bì rồi. Vậy thì tại sao là như vậy? Có phải là thị trường hàng trôi nổi quá nhiều hay không? Với những dòng sản phẩm về tóc ấy, ở Việt Nam hiện tượng bây giờ thì Bê Vinh thấy là khá là nhiều hàng trôi nổi ở bên ngoài. Mình có một lời khuyên đấy là với tất cả khách hàng, đấy là nên đến những salon chuyên nghiệp. Tại vì những salon chuyên nghiệp luôn có hóa đơn nhập xuất hàng đầy đủ từ các công ty. Giá thành có cao hơn một chút nhưng mà chắc chắn có thể là cái tỷ lệ cao đây là sản phẩm đấy là sản phẩm chính hãng. Còn nếu như mà giá thành quá rẻ ở bên ngoài mà mình muốn lựa chọn những cái thương hiệu về dòng chăm sóc cao cấp thì cái khả năng đấy là hàng giả rất là nhiều. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình thì Bê Vinh có thể chia sẻ một vài những bí quyết hoặc là những cái điều mà chúng ta phải lưu ý khi chăm dưỡng một mái tóc cho qua một mùa đông hay không? Với vấn đề về chăm sóc thì Bê Vinh có một lời khuyên với các bạn, đấy là không phải là chăm sóc ở đâu, quan trọng đấy là bạn sử dụng sản phẩm gì. Cái vấn đề chăm sóc tóc tại nhà là một yếu tố khá là quan trọng để có một mái tóc bóng, mượt, chắc khỏe. Nếu như các bạn có thể sắp xếp được thời gian để ra các salon thì nên đến những salon uy tín, có chuyên môn để các bạn có thể tư vấn làm sao sử dụng những sản phẩm nào đấy hợp lý nhất với tình trạng tóc của các bạn. Vâng, xin cảm ơn Bê Vinh rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa hay nói cái răng cái tóc là góc con người. Chính vì vậy mà việc chăm sóc một bộ tóc là điều rất quan trọng. Và hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn đã có thêm rất nhiều những bí quyết nữa để chăm sóc một mái tóc khô sơ không nào. Và những phút cuối của chương trình chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go. Nào cùng dịch chuyển. Cuộc sống bận rộn, áp lực với guồng quay chóng mặt của công việc. Mỗi chúng ta cần dành một khoảng thời gian đi dã ngoại, luyện tập thể thao, tái tạo nguồn năng lượng để làm việc hiệu quả hơn. Vậy để có được những buổi đi chơi thoải mái vận động và những giờ tập luyện thể thao thực sự chất lượng, bạn đã lựa chọn được cho mình những trang phục và giày thể thao ưng ý chưa? Hãy cùng Let's Go nào cùng dịch chuyển ngày hôm nay khám phá một hệ thống mua sắm trang phục và giày thời trang thể thao quốc tế. Các mẫu mã thời trang thể thao tại đây hướng tới mọi đối tượng khách hàng nam nữ yêu thích thể thao, thích phong cách khỏe khoắn hoặc nhẹ nhàng nên được nhiều lứa tuổi yêu thích. Ngoài ra, còn có một số dòng quần áo, phụ kiện, giày thể thao chuyên dụng dành cho các vận động viên trên thế giới sử dụng khi đi thi đấu. Các sản phẩm thời trang thể thao này được thiết kế năng động, dễ kết hợp dành cho dân văn phòng và mọi đối tượng sử dụng khi đi làm hoặc vận động sau giờ làm việc. Tôi cảm thấy rất là thoải mái trong mọi hoạt động từ đi chơi, đi làm cho đến tập luyện. Nếu bạn là người đam mê thể thao và vận động ngoài trời, thì những đôi giày thể thao vừa chắc chắn lại vừa hợp với xu hướng thời trang thu đông 2018 sẽ luôn cuốn hút bạn. Xu hướng giày 2018 hướng tới sự năng động, khỏe khoắn nhưng vẫn mới mẻ, thời thượng, tạo phong cách riêng cho người sử dụng.
sưu tập lần này không quá cầu kỳ về thiết kế, không đi sâu vào họa tiết, nhưng vẫn gây ấn tượng nhờ những màu sắc thanh lịch và vẻ ngoài rất là cá tính. Với các sản phẩm như là áo nỉ, áo gió thì các bạn có thể tha hồ mix match với những sản phẩm như là quần jean, quần thể thao để có những set đồ siêu đẹp, thư viện khi đi học, đi làm, đi du lịch hoặc xuống phố cùng bạn bè và gia đình. Các bộ sưu tập quần áo thu đông và giày thể thao mới năm 2018 với thiết kế mới mẻ, phù hợp cho mọi hoàn cảnh đi làm, đi chơi hay vận động, cùng chất liệu có giãn bền bỉ, siêu nhẹ, thông thoáng và giữ nhiệt tốt. Hy vọng Let's Go nào cùng dịch chuyển ngày hôm nay đã cung cấp thêm cho bạn một hệ thống mua sắm hợp lý. Hãy đón xem nào cùng phong cách các số tiếp theo để có được những thông tin hữu ích các bạn nhé.